Bộ trưởng các nước thuộc Hội đồng Bắc Cực viếng thăm Công viên Quốc gia Abisko, tên tự Kiruna. Bộ trưởng tham dự hội nghị Hội đồng Bắc Cực tại thành phố Kiruna thuộc miền Bắc Thụy Điển đã chấm dứt cuộc họp một ngày với chuyến viếng thăm Công viên Quốc gia Abisko. Các bộ trưởng đã dùng trực thăng để đi tới làng Sami, nằm trong công viên rộng 77 cây số vuông và được những người dân địa phương hướng dẫn. Công viên là nơi nghiên cứu khoa học và trạm nghiên cứu khoa học Abisko đã được thành lập tại đây. Cuộc họp đã đồng ý nhận Trung Cộng và các nước Á Châu khác làm quan sát viên, phản ánh việc gia tăng quyền lợi toàn cầu về mậu dịch và tiềm năng năng lượng ở cực Bắc địa cầu. Vùng băng đá cực Bắc đang thu nhỏ dần. Các nhà khoa học cho rằng hoạt động kiến nghệ của con người làm hâm nóng địa cầu và làm cho băng tan. Trước tình trạng tan chảy ở Bắc Cực, các công ty hàng hải hy vọng sẽ mở con đường ngắn nhất nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và sự cạnh tranh để khai thác tài nguyên Bắc Cực đang gia tăng. Theo ước tính, vùng Bắc Cực chứa 15% trữ lượng dầu lửa và 30% trữ lượng dầu khí trên thế giới. Trung Cộng đang gia tăng hoạt động trong vùng, trở thành một trong những nhà đầu tư khai thác hầm mỏ lớn nhất ở thành đảo và đã đồng ý ký hiệp ước tự do mậu dịch với băng đảo. Hội đồng Bắc Cực bao gồm các nước Hoa Kỳ, Nga, Canada, băng đảo, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và thành đảo. Các nước Trung Cộng, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn, Singapore và Ý đã được thừa nhận làm quan sát viên. Các nước quan sát viên có quyền lắng nghe và đề nghị các chính sách tài chính. Qua cuộc họp, Hội đồng đã đồng ý những biện pháp ngăn chặn thất thoát dầu ở Bắc Băng Dương. Tình trạng hâm nóng địa cầu làm băng tan cũng đã đưa tới sự kêu gọi phải cải thiện các công tác cấp cứu cho những người dân trong vùng Bắc Cực như cứu lụt và cháy rừng. Theo Hiệp ước năm 2011, Hội đồng các nước vùng Bắc Cực chia Bắc Cực ra làm 5 khu vực trách nhiệm để tìm kiếm và cấp cứu. Canada làm chủ tịch hội đồng thay thế cho Thụy Điển tại cuộc họp.